Chào tất cả các chị khách hàng thân yêu của mỹ phẩm Hoa Anh Đào, em lại quay lại đây. Cứ như thường lệ là vào tối thứ ba vào lúc 20 giờ em sẽ có những buổi livestream để mà chia sẻ những kiến thức làm đẹp, những cái vấn đề về da, chăm sóc da để cho mọi người có thể sở hữu một làn da thật là đẹp. Trong livestream lần trước đó thì em có gửi những cái phần quà đến những cái chị khách hàng may mắn nhận được phần quà của bên em, thì em không biết là phần quà này đã đến tay các chị chưa. Nếu đến rồi á thì em không biết là các chị đã sử dụng và cảm nhận như thế nào. Thì nếu mà có cảm nhận gì á thì các chị hãy có thể là chia sẻ lại với em cùng với mọi người để mọi người có thêm nhiều thông tin về những sản phẩm nha. Thì cũng như thường lệ trong livestream ngày hôm nay em cũng sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ để cho mọi người có thể là có được những cái phần quà của bên em. Thì thể lệ ngày hôm nay như thế nào thì mọi người chỉ cần là vào like nè, share livestream ở chế độ công khai, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào phần comment giúp em nha. Hôm nay em sẽ công bố luôn kết quả livestream, kết quả 5 chị khách hàng may mắn ngay trong livestream này luôn, nên là các chị hãy cùng em theo dõi đến hết livestream nha các chị. Thì để em xem coi mọi người vào đông chưa nha. Dạ em chào chị Ngọc Phượng, chào Nhã nè. Chị Phượng ơi, hôm nay em có một trò chơi, đó là chị hãy like, share livestream ở chế độ công khai, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào để cùng xem livestream thì sẽ có cơ hội nhận quà của bên em nha chị Phượng. Phần quà ngày hôm nay á sẽ là những sample chống nắng của mỹ phẩm Sakura. Những cái sample này á thì chúng ta dùng vào mùa hè, mang trong túi xách của mình thì vô cùng là tiện lợi luôn. Nên là các chị hãy nhanh tay like, share, livestream, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào để có cơ hội nhận những phần quà này nha các chị. Thì chủ đề livestream ngày hôm nay sẽ là những vấn đề, những biểu hiện mà khi da của chúng ta nhiễm corticoid, hay nói cách khác đó là da của chúng ta sử dụng phải những sản phẩm chứa chất lột tẩy, sản phẩm không rõ nguồn gốc, và cách để chúng ta giải cứu làn da của chúng ta khỏi tình trạng này là như thế nào. Thì em biết đó là khi mà da của chúng ta mà nhiễm phải tình trạng này á thì các chị sẽ rất là hoang mang, nên là các chị hãy cứ theo dõi livestream của em. Em tin chắc là sau livestream ngày hôm nay, dù tình trạng của các chị là tình trạng nặng hay nhẹ thì cũng sẽ có cách để giải quyết và giúp đỡ cho làn da của chúng ta thoát khỏi cái tình trạng bị nhiễm corticoid nha mọi người. Các chị hãy nhớ là hãy like, share livestream của em, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào để có cơ hội nhận những sample chống nắng dưỡng tương của Sakura nha các chị. Trong này á, thì sẽ có một loại, đó là chống nắng dưỡng tương vật lý. Loại này thì thích hợp luôn cho cả da bị nhiễm corticoid, da nhạy cảm đó các chị. Nên là chúng ta hãy nhanh tay like, share livestream và tag hai người bạn của mình vào nha. Thì da mà bị nhiễm corticoid đó các chị thì rất là khó điều trị. Khi đã rơi vào tình trạng này rồi á thì là hầu như á các chị cần phải mất rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn để mà chúng ta điều trị làn da của chúng ta. Không thôi á thì chúng ta sẽ có cái tình trạng đó là càng điều trị da sẽ càng tệ hơn. Nên là các chị hãy theo dõi livestream của em hôm nay để chúng ta biết thêm nhiều thông tin về cái tình trạng da bị nhiễm corticoid để mà da chúng ta được điều trị đúng cách nha các chị. Em chào chị Hạnh ạ. Chào Nhã. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng vào like, share, livestream và tag hai người bạn của mình vào để mà các bạn của chúng ta cũng có những thông tin về những tình trạng da bị nhiễm corticoid để có thể là xử lý đúng cách nha. Thì trong quá trình mà em tư vấn cho các chị khách đó thì em thấy có rất là nhiều chị sẽ là muốn có nhu cầu đó là dưỡng sáng da nè. Và em thấy là trong hai livestream trước của em á về chủ đề dưỡng sáng da, dưỡng trắng da thì các chị cũng rất quan tâm. Tuy nhiên thì hiện nay á những cái sản phẩm dưỡng trắng da rất là nhiều trên thị trường và sẽ có những cái lời quảng cáo rất là có cánh, ví dụ như là 2 ngày, 3 ngày là trắng, 1 tuần là trắng. Nên là vì cái nhu cầu dưỡng sáng da là các chị sử dụng phải những cái sản phẩm chứa corticoid không rõ nguồn gốc, làm cho da của chúng ta là ngày càng tệ hơn, không trắng được mà ngày càng tệ hơn nữa mọi người. Thì lỡ rơi vào tình trạng đó rồi thì làm sao để nhận biết được và làm sao để biết được cái loại sản phẩm chúng ta sử dụng chứa corticoid thì mọi người hãy theo dõi livestream này của em nha.
Thì em thấy khi mà đến với công ty của tụi em á, thì có một số chị khách hàng là đã biết được cái sản phẩm của mình là chứa corticoid rồi, biết làm da của mình bị nhiễm corticoid rồi. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những chị khách hàng là không hề biết mình cái sản phẩm mình dùng là đã chứa corticoid, chỉ biết là da của mình là sau dạo gần đây bị nổi mụn, bị tình trạng sạm da, đốm nâu trên da và rất là mong muốn có một sản phẩm để mà điều trị cái vấn đề đó thôi. Thì làm sao để mà biết được cái vấn đề là da của mình bị nhiễm corticoid? Thì bây giờ nếu mà các chị đang ở nhà thì hãy cùng em cầm gương lên và xem coi trên da của mình có những dấu hiệu đó hay không nha. Dạ em chào anh Văn Thành, em chào chị Quách, em chào chị Phan Ngọc Anh ạ. Em chào chị Dạ Phan. các chị ơi, các chị hãy nhớ là like, share, livestream ở chế độ công khai nữa nha. Ngoài việc là tag hai người bạn của mình vào đây thì các chị hãy nhớ là like, share, livestream ở chế độ công khai nữa để chúng ta đủ điều kiện nhận quà của bên em nha. Thì em sẽ quay lại về cái vấn đề đó là những cái biểu hiện mà khi da của chúng ta bị nhiễm corticoid hay là da sử dụng phải những sản phẩm chứa chất lột tẩy thì làm sao để nhận biết được, thì là gương đang trên tay các chị đang sẵn sàng rồi đúng không? Các chị hãy soi da mình nha. Và đây, dấu hiệu đầu tiên đó là da của các chị nếu là làn da khô, các chị sẽ bị tình trạng đó là căng da. Ở hai vùng bên má của các chị sẽ ngày càng căng và bị cái tình trạng đó là bong da của mình. Da của mình sẽ bị bong ra từng lớp, từng lớp, từng lớp. Ngoài ra những chị nào, đó là cái biểu hiện thứ nhất rồi. Ngoài ra những chị nào mà có tình trạng da nhờn sẽ gặp cái biểu hiện thứ hai, đó là tình trạng mụn trên da của mình, sẽ bị những cái nốt mụn đỏ trên da hoặc là mụn ẩn trên da. Và điều đặc biệt đó là các nốt mụn này sẽ gom thành cụm ở những vùng mà các chị chưa từng bị nổi mụn bao giờ, và những nốt mụn này gần như đồng dạng với nhau và không có nhân, nên là chúng ta không thể nào mà lấy nhân mụn ra ngoài được hết. Đó là biểu hiện thứ hai. Biểu hiện thứ ba đó là khi mà các chị ngưng sản phẩm này trong khoảng thời gian tầm 2 tuần đến 1 tháng thì da của chúng ta sẽ bị sạm xuống, hoặc là ngưng rồi các chị sử dụng một cái sản phẩm khác thuộc dòng dược mỹ phẩm thì da của chúng ta cũng sẽ bị sạm xuống. Biểu hiện thứ tư đó là cái lỗ chân lông của các chị ngày càng to hơn, tình trạng dầu trên da của chúng ta tiết ngày càng nhiều hơn. Thì nếu các chị gặp những cái biểu hiện ở phía trên trên da của mình thì em thật sự rất buồn phải nói với các chị rằng là da của các chị đã bị nhiễm corticoid rồi. Dạ chị Phượng ơi, dạ em cảm ơn chị đã chia sẻ livestream, và chị ơi chị cũng hãy theo dõi thêm livestream này của tụi em nha, để mình có thêm nhiều cái kiến thức về cái tình trạng mà da của mình bị nhiễm corticoid nha chị. Thì những cái tình trạng đó là các chị đã bị nhiễm corticoid rồi đó. Vậy rồi nếu mà những chị nào mà đang hoài nghi không biết cái sản phẩm mình mới mua về mấy hôm nay có phải là bị chứa corticoid hay không, thì thêm một cách nữa để các chị nhận biết, đó là nếu các chị có sản phẩm trong tay và nếu mà trên da mình đang có những cái nốt đỏ hoặc là vết mũi đốt á, thì các chị sẽ dùng một lượng kem nhỏ này nè thoa vào, nếu ngủ qua một đêm qua sáng hôm sau cái vết mũi chích của mình á nó hết đỏ, hoặc là những cái vết thương hở của mình mà nó được khô mài luôn, thì em cũng thật sự rất là buồn phải nói với các chị là cái sản phẩm của các chị cũng đang chứa corticoid rồi. Nếu mà với những cái chia sẻ của em đoạn trên á mà các chị vẫn còn đang hoài nghi, nghi ngờ không biết là da mình có phải tình trạng bị nhiễm corticoid không, sản phẩm của mình có phải là chứa corticoid không, thì các chị hãy để lại số điện thoại nè, hoặc là comment cho em thông tin của các chị, hoặc là nếu mà các chị ngại thì có thể là inbox thẳng vào fanpage của bên em. Bên em sẽ có các bạn chuyên viên để mà liên hệ tư vấn cho các chị nha. Thì nếu mà lỡ mà da của mình đã lỡ chó mà bị nhiễm corticoid rồi thì các bạn các chị đừng có hoảng sợ, cũng đừng có quá lo lắng, hãy theo dõi tiếp livestream của em. Ở những đoạn sau em sẽ chia sẻ làm sao để mà mình chữa cho da của mình hết, làm sao để cho da của chúng ta khỏe hơn. Bây giờ thì em sẽ chọn hai chị khách hàng may mắn đầu tiên để nhận phần quà của bên em nha. Thì em xin chúc mừng đó là chị Thanh Nhã, và em xin chúc mừng chị Hạnh Đỗ, là hai chị khách hàng may mắn đầu tiên nhận được phần quà của bên em. Đó là những sample chống nắng nhũ tương chúng ta có thể sử dụng trong ngày hè nha các chị. Những chị nào mà vẫn chưa được nhận quà của bên em á thì cũng đừng buồn, em còn đến 3 chị khách hàng may mắn có thể nhận quà trong ngày hôm nay. Các chị hãy cứ like, share livestream này và tag các bạn của mình vào để xem livestream. Em sẽ công bố tiếp 3 khách hàng may mắn ở đoạn sau nha. Còn bây giờ
thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người, lỡ mà da mọi người đã lỡ bị nhiễm corticoid rồi thì phải làm sao. Thì có nhiều chị khách hàng á hỏi bên em á là em ơi bây giờ chị lỡ xài sản phẩm chứa corticoid rồi, giờ chị phải làm sao, giờ da chị bữa nay quá sạm rồi, mụn quá nhiều rồi, chị muốn cái sản phẩm nào mà giờ em làm cho chị hết mụn đi, dưỡng sáng nhanh lên đi. Nhưng mà cái điều đó là hoàn toàn sai nha các chị. Nếu mà các chị càng muốn cho da mình nhanh khỏe bằng cách là dưỡng sáng nhanh hoặc là bỏ luôn cái sản phẩm mình hiện đang dùng á, thì sẽ làm cho da của các chị càng tệ hơn. Nên là nếu da đã lỡ nhiễm tình trạng corticoid rồi thì bước đầu tiên nếu các chị còn đang xài sản phẩm thì phải giúp em cai nghiện sản phẩm đó. Vậy cai nghiện bằng cách nào? Không lẽ là cai nghiện bằng cách là bỏ kem hẳn ra luôn? Thì không phải. Cai nghiện ở đây là có nghĩa các chị sẽ dùng giãn cách ra giúp em. Ví dụ là ngày trước chúng ta là dùng mỗi ngày, thì bây giờ các chị dùng ngày cách ngày, và cái lượng kem của chúng ta giảm xuống giúp em, giảm ngày càng ít đi, và cái khoảng thời gian dùng ngày càng giãn cách ra, rồi sau đó chúng ta từ từ mới là dừng hẳn cái kem của mình nha các chị. Đồng thời á, là trong cái quá trình ngoài cái việc cai nghiện á, thì các chị có thể là như mấy nãy em có chia sẻ đó, là tình trạng là chúng ta có thể là bị căng da, bị khô da, thì các chị có thể là cấp ẩm thêm cho da của mình bằng cái việc đó là sử dụng xịt khoáng, như là xịt khoáng của Aven nè, hoặc là xịt khoáng mà nếu mà các chị muốn dùng thêm cái dòng mà cấp ẩm ngoài ra thì còn là chống lão hóa và phục hồi da, thì mình có thể sử dụng cái dòng Hyalur này. Thì dòng này á, sẽ có chứa thành phần HA giúp cho các chị là cấp ẩm cho da và căng da của chúng ta, phục hồi da của chúng ta để da của chúng ta dịu đi. Ngoài ra thì các chị có thể là kết hợp là xông hơi da. Xông hơi da bằng cách là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên thôi, như là lá trà nè, lá tía tô nè, sả nè, chanh nè. Những thành phần đó sẽ giúp cho da của chúng ta kháng khuẩn, kháng viêm và dịu da của chúng ta hơn. Dạ em chào chị Quỳnh ạ. Chị Hạnh Đỗ, chị hỏi là có uống trị được không em? Dạ chị ơi, thì nếu mà tình trạng của mình mà bị như vậy, thì nếu mà bị mụn á, thì mình có thể là uống từ bên trong các loại viên uống trị mụn. Ngoài ra thì chị có thể là uống cái dạng viên uống CHB này của bên em nè chị, thì sẽ có chứa thành phần như là collagen nè, hyaluronic acid, đó là thành phần HA, thành phần nhau thai, sẽ giúp cho chị là phục hồi da của mình bởi những cái tổn thương của corticoid, cấp ẩm cho da của mình, dưỡng từ sâu bên trong luôn, giúp cho da của mình sẽ khỏe hơn. Dạ em chào chị Châu Lê ạ. Các chị ơi, các chị hãy like, share livestream này, đồng thời là tag hai người bạn của mình vào nha. Em còn đến 3 phần quà cho 3 chị nào may mắn like, share livestream và tag mình vào, tag bạn của mình vào để theo dõi livestream á các chị. Nên là mọi người hãy nhanh tay like, share livestream và tag bạn của mình vào nha. Chị Quỳnh, chị có hỏi em là da mặt không dùng mỹ phẩm, da nhiều mụn, lỗ chân lông to thì sử dụng sản phẩm gì? Chị Quỳnh ơi, trước giờ là chị chưa từng sử dụng sản phẩm nào luôn hay là sao chị? Hay là mình đã từng có sử dụng nhưng mà mình ngưng một khoảng thời gian rồi ạ? Chị comment thêm cho em biết về thông tin này nha, để em có thể tư vấn cho mình được nhiều hơn ạ. Thì đó là cái sản phẩm uống giúp cho chúng ta có thể là phục hồi da. Đồng thời á, là khi cái tình trạng da của mình bị nhiễm corticoid á, thì mọi người á, nếu mà đã ngưng sản phẩm một thời gian rồi thì chúng ta có thể bước vào bước điều trị. Và điều tiên quyết và cần nhất trong bước điều trị đó là phải kiên nhẫn cho da của chúng ta một khoảng thời gian. Thì trong quá trình mà tư vấn cho các chị nào mà da bị nhiễm corticoid á, thì em thấy á, là các chị rất là nhanh dễ nản, do là da của chúng ta từ cái tình trạng mà da đẹp mà sang da bị mụn, bị sạm nám thì rất là áp lực tâm lý, mình sẽ tự ti khi mà gặp người khác. Nhưng mà các chị ơi, các chị cần phải kiên nhẫn nha. Có nhiều chị á, là em phải gọi điện thoại hàng ngày để mà nhắc rằng là chị ơi, chị phải kiên trì điều trị, đừng có tìm một cái sản phẩm nào đó nhanh để sử dụng, như vậy sẽ làm da của chị càng yếu đi và càng tệ hơn. Nên là khi mà đã bị nhiễm corticoid thì mọi người cần phải kiên trì trong quá trình điều trị. Thì như em đã nói đó là chúng ta cần phải có những cái bước cơ bản để vệ sinh da, đồng thời đó là cấp ẩm cho da bằng việc là xịt khoáng nè, đắp các loại mặt nạ từ thiên nhiên, hoặc là sử dụng các loại mặt nạ giấy của bên em, như là mặt nạ Samba nè, đây là một dòng mặt nạ của Pháp,
hoặc là mặt nạ Sakura Body Face Mask. Những mặt nạ này sẽ làm dịu da của chúng ta, giảm cái tình trạng kích ứng trên da của chúng ta rất là nhiều. Chị Quỳnh, chị nói với em là chị chưa từng sử dụng sản phẩm gì hết. Dạ chị ơi, nếu mà chị chưa từng sử dụng sản phẩm gì hết đó thì hiện giờ da mình cũng là nhiều nhờn nè, nhiều mụn, thì mình sẽ là từ bước vệ sinh da trước nha chị. Thì chị có thể là vệ sinh da bằng những cái sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp cho da nhờn mụn của bên em, đồng thời kết hợp vệ sinh da đúng cách hơn, chống nắng hàng ngày, thì sẽ có các bạn chuyên viên bên em inbox cho chị để mà tư vấn cụ thể hơn cho chị, hoặc là chị có thể inbox giúp em số điện thoại nha. Các bạn chuyên viên sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho chị cụ thể về cái tình trạng da của chị, sử dụng sản phẩm nào phù hợp và liệu trình như thế nào nha chị. Chị Vạn Sự Tùy Duyên, dạ chị ơi, trong livestream ngày hôm nay á, thì em có chia sẻ về tình trạng đó là những cái biểu hiện làm sao để mà mình nhận biết da mình bị nhiễm corticoid và cách để mình điều trị da của mình khỏi cái tình trạng nhiễm corticoid như thế nào. Thì chị mới vào nên là em sẽ nhắc lại, đó là biểu hiện khi mà da của mình bị nhiễm corticoid đó là nếu mà chị thấy là da của chị nè, khi mà sử dụng mỹ phẩm một thời gian dài thấy da của mình bị căng ra, bị khô, bị bong tróc là một nè. Thứ hai á, là da của chị ngày càng tiết nhiều dầu hơn, lỗ chân lông của mình ngày càng to hơn. Thứ ba là da của chị sẽ bị nổi những cái nốt mụn mà dạng như là mụn chị nhìn vào thì nốt nào nó cũng đồng dạng, nó cũng giống giống nhau hết, và đặc biệt là không có nhân mụn. Thứ tư á, là nếu mà chị ngưng sản phẩm một khoảng thời gian, chị sẽ thấy da của chị sạm xuống, hoặc là chị ngưng cái sản phẩm chị đang dùng xong chị dùng một sản phẩm nào đó thuộc dòng dược mỹ phẩm, chị sẽ thấy là da của chị bị sạm xuống. Thì đó là cái dấu hiệu mà chị đã sử dụng phải những sản phẩm chứa corticoid. Và cách điều trị như thế nào á, thì em đã vừa chia sẻ với mọi người, đó là bước đầu tiên là chúng ta phải cai nghiện sản phẩm bằng cách đó là chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm một cách là giãn cách ra và giảm cái liều lượng xuống, đồng thời đó là kết hợp là xông hơi da bằng những thành phần từ thiên nhiên, cấp ẩm cho da bằng cách là xịt khoáng, đắp mặt nạ dịu nhẹ da như là chiết xuất từ thiên nhiên như là tinh bột nghệ, trà xanh kết hợp với sữa chua không đường, hoặc là các loại mặt nạ giấy của bên em, như là em mới nãy em có giới thiệu đó là mặt nạ Samba và mặt nạ 3D Face Mask của bên em á chị. Chị Hạnh Đỗ, chị có hỏi em là bao lâu thì khỏi dứt điểm không em? Dạ chị ơi, cái tình trạng mà da mình bị nhiễm corticoid thì mình cần phải có thời gian rất là dài. Thì thường á, là trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng thì da của chúng ta mới hồi phục và khỏe lên. Thì để hết hẳn á, thì chúng ta còn phải duy trì cái việc mà dưỡng da của chúng ta suốt một khoảng thời gian dài sau đó nữa, thì da của chúng ta mới phục hồi khỏe hẳn. Tùy vào cái tình trạng mà da của chúng ta bị nặng hay nhẹ mà trong quá trình điều trị chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn đó chị. Chị Trần Hương Phương, có mặt nạ dưỡng ẩm nào dành cho da mỏng yếu không ạ? Dạ chị ơi, thì mới nãy em có chia sẻ đó là mặt nạ 3D Face Mask và mặt nạ Samba của bên em á chị. Hai mặt nạ này thì da mình nhiễm corticoid có thể sử dụng được chị nha. Thì khi mà chúng ta đã cai nghiện sản phẩm chứa corticoid xong rồi thì chúng ta sẽ vào quá trình điều trị. Thì khi điều trị thì mọi người sẽ là kết hợp xông hơi, cấp ẩm, xịt khoáng, đồng thời là chúng ta phải chống nắng nè, sử dụng các sản phẩm phục hồi da. Ví dụ như là ở đây thì mình có giới thiệu đó là viên uống CHB. Ngoài ra thì ở đây em sẽ có một sản phẩm đó là sản phẩm Super phục hồi da của hãng Sakura. Đây là một dòng dạng serum, các chị có thể là sử dụng sau khi mà da của chúng ta đã sau cái quá trình nhiễm corticoid mà da của chúng ta bị mỏng yếu á mọi người. Mọi người sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cung cấp thêm collagen cho da, giúp da của chúng ta khỏe hơn, săn chắc hơn nha mọi người. Chị Hoàng Diệu nói rõ chỗ cai nghiện đi bạn. Dạ, chị ơi, chỗ cai nghiện á, là như thế này. Nếu mà chị đang dùng sản phẩm chứa corticoid thì chị sẽ vẫn tiếp tục sử dụng, nhưng chị sẽ dùng giãn cách ra giúp em. Ví dụ như là bình thường ngày nào chị cũng dùng thì bây giờ chị dùng 2-4-6 thôi. Cái lượng sản phẩm chị dùng thì giảm xuống giúp em. Ví dụ bình thường mình dùng một lượng hạt đậu, bây giờ mình giảm xuống nửa lượng hạt đậu. Sau đó thì chị từ từ thì qua tuần thứ 2 thì chị sẽ giảm xuống một tuần dùng 2 ngày thôi. Rồi từ từ sang tuần thứ 3 thì mỗi tuần dùng 1 ngày. Rồi từ từ chị sẽ ngừng hẳn luôn cái sản phẩm đó, kết hợp thêm với việc xông hơi da, chống nắng cho da,
Cấp ẩm thêm cho da bằng việc là xịt khoáng, đắp mặt nạ dịu nhẹ da chị nha. Chị Trịnh Thanh Phương, sản phẩm bên mình bao nhiêu tuổi bắt đầu sử dụng được vậy ạ? Chị ơi, sản phẩm bên em là dòng dược mỹ phẩm, nên là nếu mà da của mình bước vào lứa tuổi dậy thì tầm khoảng 15-16 tuổi là mình có thể sử dụng nha chị. Thì khi mà da của chúng ta bị nhiễm corticoid đó, thì sẽ có cái tình trạng đó là da của chúng ta rất nhạy cảm. Đôi khi là các chị không thể bôi được sản phẩm chống nắng luôn. Thì bên em sẽ có cái sản phẩm dạng viên uống chống nắng cho mình. Thì ở đây bên em có hai loại, đó là loại Sunset và loại HelioCare. Loại Sunset này sẽ giúp cho chúng ta vừa chống nắng vừa dưỡng sáng da. Dòng HelioCare này thì sẽ vừa chống nắng vừa chống lại quá trình lão hóa da cho mình luôn. Nên là nếu mà chị nào da lỡ mà bị nhiễm corticoid rồi thì chúng ta có thể là nếu không bôi được chống nắng thì các chị có thể sử dụng dạng viên uống chống nắng này để bảo vệ da của mình nha. Thì các chị ơi, các chị trong quá trình mà em chia sẻ, các chị có thắc mắc gì á thì các chị hãy comment phía dưới cho em nha, hoặc là để lại số điện thoại cho em. Chị Phương ơi, em không biết là hiện giờ là chị bao nhiêu tuổi chị ha. Nếu mà được á thì chị hãy comment cho em số điện thoại của chị nha, để bên em có thể hỗ trợ về vấn đề chăm sóc da cho chị nhiều hơn. Mọi người ơi, mọi người hãy like, share, live stream này giúp cho em, đồng thời tag hai người bạn của mình vào để có cơ hội nhận các phần quà bên em nha. Em chào chị Cỏ Dại ạ. Thì đó là những cái chia sẻ của em về những cái vấn đề đó là mình da của mình bị biểu hiện như thế nào là nhiễm corticoid và cách để chúng ta cứu vãn da vào những cái giai đoạn thì như thế nào. Nếu mà những cái chia sẻ của em làm cho các chị vẫn còn chưa có xác định được làn da của mình và vẫn còn nghi ngờ thì các chị hãy comment cho em số điện thoại của mình nha. Bên em sẽ có các bạn chuyên viên để liên hệ trực tiếp với mình để mà hiểu thêm về cái tình trạng cụ thể của làn da mình hiện giờ để mà tư vấn cho các chị được tốt nhất. Có thể là các chị không cần phải tìm hiểu nhiều về sản phẩm bên em, nhưng mà bên em sẽ chỉ mong muốn là mang đến cho các chị biết được là làn da của mình hiện giờ có bị nhiễm corticoid không. Vì em xin nhắc lại một lần nữa, da mà đã nhiễm corticoid thì rất rất là khó điều trị, và cái quá trình điều trị của mình cần phải điều trị đúng cách, không thôi là các chị sẽ có tình trạng là càng điều trị sẽ càng tệ. Nên là các chị ơi, nếu mà còn ngần ngại không biết da mình có đang khỏe không hay là bị nhiễm corticoid thì cứ comment cho tụi em số điện thoại, tụi em sẽ liên hệ tư vấn. Hoặc là các chị nếu ngại thì cứ inbox cho fanpage tụi em về tình trạng da của các chị hoặc là số điện thoại của các chị, các bạn chuyên viên bên em sẽ liên hệ để tư vấn cho mình nha. Thì cuối live stream này em sẽ nhắc lại một lần nữa về cái tình trạng da nhiễm corticoid, đó là những dấu hiệu. Thứ nhất, đó là da sẽ bị tình trạng là khô bong nè. Thứ hai là da sẽ bị lỗ chân lông to, đổ nhờn nhiều hơn. Thứ ba, đó là da sẽ bị tình trạng các nốt mụn không có nhân, đồng dạng với nhau ở những vùng mà trước giờ các chị chưa bao giờ bị mụn. Thứ tư, đó là khi ngưng sản phẩm, da các chị sẽ bị sạm xuống rất là nhanh. Và khi mà sử dụng sang một dòng sản phẩm khác thì da các chị cũng sẽ tiếp tục bị sạm, bị châm chích, mặc dù là chúng ta có chống nắng, có dưỡng da đầy đủ. Và khi mà da mình đã lỡ bị nhiễm corticoid thì làm sao? Thì điều đầu tiên, nếu còn đang sử dụng sản phẩm, các chị phải cai nghiện sản phẩm giúp em bằng cách là giãn cách thời gian sử dụng ra, giảm lượng sản phẩm xuống. Ví dụ như là dùng chỉ 2-4-6 thôi, một tuần dùng 2 ngày thôi, và từ từ là một tuần chúng ta không dùng lần nào nữa hết. Đồng thời là kết hợp thêm cái việc đó là xông hơi da bằng các thành phần thiên nhiên, đắp mặt nạ dịu da, xịt khoáng cấp ẩm cho da, chống nắng cho da chúng ta thật là kỹ. Đồng thời là các chị sẽ có thể là chúng ta điều trị về các vấn đề như là mụn trên da của chúng ta kết hợp thêm. Nhớ là khi điều trị da nhiễm corticoid không được hấp tấp nha các chị, phải kiên trì từng ngày để da của chúng ta cải thiện nhanh hơn, ít gì cũng phải là 3 đến 6 tháng thì da chúng ta mới khỏe đó các chị.
Chị Hoàng Diệu, chị có hỏi em là khi nào thì xài serum được vậy bạn? Dạ chị ơi, thì khi mà nếu mà da chị có tình trạng mà mụn á, thì khi nào mà da của chúng ta giảm cái tình trạng mụn sưng đỏ nhiều thì chúng ta hãy dùng serum này nha chị. Còn nếu mà da của chị chỉ bị là cái biểu hiện là khô nổi mạch máu trên da thôi thì trong quá trình đầu là chị có thể sử dụng được rồi. Trong quá trình mà chị cai nghiện sản phẩm xong á thì chị có thể sử dụng sản phẩm serum này được rồi nha chị. Chị Thu Phương ship cho chị một mặt nạ Sam3. Dạ chị, bên em sẽ inbox cho chị để biết thêm thông tin về địa chỉ giao hàng chị nha. Em cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Mọi người ơi, chỉ còn khoảng 10 giây nữa là kết thúc livestream này rồi. Mọi người hãy nhanh tay vào like, share livestream để em có thể là chọn ra những khách hàng may mắn, những chị nào may mắn, ba chị nữa thôi nhận được những cái phần quà đó là sample chống nắng của bên em nha. Thì cuối livestream này em sẽ nhắc lại một lần nữa về những sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng trong quá trình da bị nhiễm corticoid để các chị có thể tham khảo nha. Thứ nhất là về xịt khoáng thì các chị có thể sử dụng dòng Aven nè, dòng Hyaluo nè. Về sản phẩm viên uống từ bên trong thì các chị có thể sử dụng viên uống CHB giúp phục hồi da, đẹp da của chúng ta hơn nè. Về viên uống chống nắng thì các chị có thể là sử dụng dạng viên uống chống nắng sinh sép hoặc là viên uống chống nắng Helioke các chị nha. Em xin lỗi đây ạ. Dạ đây các chị có thể sử dụng hai loại này. Về mặt nạ làm dịu da thì các chị có thể là sử dụng mặt nạ Sam3 hoặc là mặt nạ 3D Face Mask thần thánh của Sakura. Đây là một dòng mặt nạ đang rất được ưa chuộng gần đây. Về sản phẩm dưỡng để phục hồi da thì các chị có thể là sử dụng dạng serum phục hồi da của Sakura nha các chị. Nếu các chị có những thắc mắc gì thêm thì cũng đừng ngần ngại là inbox cho em số điện thoại để bên em tư vấn nhiều hơn cho các chị nha. Chị Phan Ngọc Anh mặt nạ bao nhiêu vậy ạ? Dạ chị ơi, mặt nạ của bên em thì dòng Samba này á là giá là 320.000, còn dòng mặt nạ Sakura 3D Face Mask này của bên em thì giá là 180.000. Hiện em đang có chương trình ưu đãi, đó là khi mình mua một hộp gồm 5 miếng của mặt nạ 3D Face Mask này thì mình sẽ được tặng kèm thêm một miếng đó chị. Nên rất là ưu đãi cho mình trong dịp này luôn. Nếu mà chị có ý định quan tâm đến sản phẩm này thì cứ inbox lại cho tụi em sẽ tư vấn thêm nhiều cái ưu đãi thêm cho chị nha. Đồng thời á, là hiện giờ bên em đang có chương trình là khi chúng ta cài app Hoa Anh Đào, đồng thời là đăng nhập trong app này thì bên em sẽ có chương trình đó là ưu đãi giảm 10% trên hóa đơn cho mình nữa chị. Chị Châu Lê, chị có hỏi em là chiều em có đặt hàng rồi còn chờ báo giá thôi, nhớ báo giá cho em nha. Dạ chị ơi, các bạn chuyên viên bên em sẽ liên hệ báo giá liền cho chị nha chị. Có gì chị nhớ check inbox giúp em nha, check tin nhắn giúp em nha chị. Chị Phan Ngọc Anh ok sẽ theo dõi sếp. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Nếu mà được á, thì chị có thể là cài app Hoa Anh Đào, đồng thời đăng nhập app này giúp em thì bên em sẽ có chương trình ưu đãi 10% cho mình, đồng thời sau này tụi em sẽ có rất là nhiều chương trình ưu đãi trên app cho mình đó chị. Bây giờ thì livestream cũng đã đến lúc kết thúc rồi, và trước livestream á thì chị Trinh Bùi đáp sướng lắm nhưng hơi mắc. Dạ chị ơi, dịp này đang có chương trình ưu đãi đó là mua một hộp 5 miếng á chị. Rồi, mặt nạ 3D Face Mask này nè, mua một hộp 5 miếng là mình được tặng kèm một miếng. Hoặc là chị có thể là cài app Hoa Anh Đào của bên em nè, đồng thời là đăng nhập vào bằng số điện thoại mà chị thường mua hàng á, bên em sẽ có chương trình ưu đãi 10% cho mình luôn. Khi nào mà chị cài app xong á thì chị cứ inbox cho bên em sẽ hỗ trợ cái chương trình ưu đãi 10% đó cho mình. Mà chương trình này cũng chỉ có hạn thôi chị, đến ngày 2 tháng 5 là kết thúc rồi, nên mình nhanh tay cài app và mua hàng với ưu đãi 10% nha chị. Chị Châu Lê, em cảm ơn chị nha. Trần Thu Phương, cài app được giảm giá à chị, hướng dẫn giúp em nha. Liên tải ở đâu vậy bạn? Dạ chị ơi, một lát nữa thì các bạn chuyên viên bên em cũng sẽ inbox luôn cái link tải app Hoa Anh Đào vào cái livestream này cho chị, hoặc là chị có thể vào fanpage Hoa Anh Đào, mỹ phẩm Hoa Anh Đào của bên em thì sẽ có link để hướng dẫn. Nếu mà chị có khó khăn gì trong quá trình tải app á thì chị cứ inbox cho bên em nha, cứ nhắn qua fanpage của bên em sẽ có các bạn chuyên viên hướng dẫn cho mình cách tải nha chị. Kết thúc livestream này thì em xin công bố ba chị khách hàng tiếp theo nhận được phần quà may mắn của bên em nha. Em xin chúc mừng chị Ngọc Phượng.
Em xin chúc mừng chị Phan Ngọc Anh. Em xin chúc mừng chị Trinh Bùi. Dạ, em xin chúc mừng các chị nha. Các chị ơi, các chị hãy inbox cho bên em, inbox vào fanpage của tụi em. Chị nào mà vừa nhận được quà thì các chị hãy inbox vào fanpage của tụi em về thông tin của các chị như số điện thoại nè, địa chỉ của các chị để bên em có thể gửi đến các chị những cái phần quà của bên em để các chị có thể dùng trải nghiệm thử nha các chị. Em cam đoan với các chị đó là cái sản phẩm mà chống nắng này của bên em các chị dùng vào mùa hè sẽ rất là thích luôn. Cho dù là da của chúng ta là da nhạy cảm thì các chị cũng hoàn toàn có thể sử dụng được và không hề bị kích ứng da. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa, ba chị khách hàng may mắn nhận được phần quà của bên em để các chị có thể inbox cho bên em về thông tin của các chị để tụi em gửi quà đến cho các chị nha. Em xin chúc mừng đó là chị Ngọc Phượng nè, chị Phan Ngọc Anh nè và chị Trinh Bùi ạ. Em thấy là lần này các chị cũng comment khá là nhiều nên là em nhưng mà em vẫn chưa gửi hết được quà đến cho các chị nên là nếu mà chị nào chưa nhận được quà lần này thì cũng đừng có buồn em nha. Hãy lần sau vào thứ ba tuần sau vào lúc 20 giờ em cũng sẽ tiếp tục có những buổi live stream và cũng sẽ có những mini game, những phần quà gửi đến mình nên là các chị hãy xem vào lần sau nha. Còn bây giờ thì em nhắc lại, cả năm chị khách hàng may mắn trong ngày hôm nay để mà năm chị có thể là comment inbox cho bên em về số điện thoại và thông tin để bên em gửi quà đến các chị nha. Chị Trinh Bùi một bụi kem đến 6 triệu tới luôn vui lận. Dạ chị, nhưng mà bù lại là chị sử dụng rất hiệu quả và da của mình ngày càng cải thiện đúng không chị ha? Và sản phẩm của bên em á sẽ đảm bảo luôn hoàn toàn về chất lượng cho mình. Thì livestream của bên em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các chị xinh đẹp đã luôn ủng hộ công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào. Các chị hãy nhớ là các chị nào mà em vừa công bố là nhận được phần quà của bên em thì hãy nhớ là inbox cho bên em số điện thoại và địa chỉ để bên em gửi quà cho mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau vào lúc 20 giờ. Bên em sẽ có những buổi về chia sẻ về vấn đề làm đẹp và có những phần quà rất là hấp dẫn dành cho mọi người nên hãy luôn theo dõi bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngủ ngon.